Xin chào bác nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái máy xịt cồn mà nó có thêm một cái tính năng cảm biến nhiệt độ khi mà rửa tay. Đấy, thì bắt đầu là khi mà cơ thể mà nhiệt độ cao ấy thì tay mình cũng có sẽ nhiệt độ nó cũng sẽ cao lên. Tất nhiên là nó sẽ đo không chính xác được cái nhiệt độ của cơ thể. Thế nhưng mà nó cũng sẽ rất là tương đối. Đấy, thì đây ta có thể đo được. Đấy. Rất là tiện. Rất là chính xác các bạn. Đấy. Rất là tiện là lấy cồn ra và đo được luôn. Đấy. Rất là nhanh. Nó chỉ mất tầm được khoảng 2 giây là vừa lấy cồn vừa vừa đo. Đấy, rất là chính xác. Nó chỉ sai số đâu đó là khoảng 0,3 độ thôi. Như vậy là nó là rất là chính xác rồi. Nó sẽ tránh được nó sẽ tiết kiệm được một người đo và không sẽ không hạn chế được cái phần lây nhiễm chéo. Vì cồn nó xịt ra ở đây nên là nó khử khuẩn luôn cái khu vực đo, nên là chính thể vì thế mà nó rất là an toàn đấy. Rất là chính xác nhé. Đó, giá thì cũng chỉ hơn 1 triệu một chút thôi, khá là rẻ và rất là đẹp. Cái bình này của nó đang là khoảng chờ em chứ, em sẽ đi mở nó ra. Cái bình của nó đang cái bình nó rất là lớn, dung tích của nó là 1 lít đấy. Đó, rất là đẹp, rất là tiện, dung tích khá lớn đấy, dùng thoải mái đấy, thích hợp cho văn phòng đấy, công ty, các khu vực chung cư đấy. Đó, khi mà có cảnh báo thì nó sẽ kêu còi to lên để cho mọi người xung quanh biết. Khá là tiện. Rửa tay xịt cồn. Đấy. Máy được sử dụng chạy pin nhé. Chạy pin. Nên là nó rất là tiện. Lắp ở bất kỳ ở đâu. Đấy, sẽ được trang bị thêm cái miếng dán này. Có thể dán ở bất kỳ đâu luôn. Đấy, không không phụ thuộc vào cái vị trí lắp đặt, cũng không cần nguồn cung cấp. Nó có sẵn chạy 6 viên pin AA. Đấy. Rất là tiện lợi.